thì anh tiếp tục làm ở trong phần tắm, dán gạch nè, đi đường điện, rồi ăn ống nước với lại gắn bồn cầu. Tắm rửa cái gạch nhà tắm phía bên trong rửa cái màu nó tung hòa, không có đậm. Cái màu này thì điểm không gì? Ủa bà chở rồi hả? Bà chở lá hả? Chị làm ơi lợp được rồi. Tính tầm 42 ngàn. Dạ, tiền lá. Lá gì vậy? Có 84 à. Bao có gì thiếu điện quá. Là cái cô bán lá, cô nói là cái cô chồng thì bị bệnh, đáng lý ra là không có lá, nhưng mà lá này thì có một người kia, người chắc ta mua rồi, người ta đặt lại, người ta đặt thì người ta mua, người ta xài không hết, người ta chia trả lại. Giờ ốc để xuống đây. Đặng ngày mai á, cậu Năm với dưỡng ba lên phụ lập lá nữa. Lá này là lá dừa nước, chầm lại. Này là dày hay mỏng mà ốc? Dày. Là như chả mấy bà này chầm không khéo. Mát mà nó không dày đã quýt rồi. Hả? Không có ăn chứ. Cái kia nó còn tệ hả em Dương á. Có chầm nhà, chầm bỏ lùng á. Chầm nhà là chầm đẹp hơn. Bán mà dày đã quýt vậy. Nó chậm nó lùng nó xong thôi, mình tự vô thì nó tính thêm nữa cái phòng để máy giặt này thì do là xài giặt dư lại chứ không phải là giặt mua cho nó, tại vì nó xài té của mấy cái phòng này kia thôi. Màu trắng hay màu gì cơ bạn? Thì nó đi vòng vòng còn đi được như nè. Ổng nè. Đi như có sự sắp đặt tốt luôn á. Trắng lên luôn. Trắng lên luôn phải không? Nãy giờ ốc lấy ba cái cây ốc chở xuống đất, rồi cái ốc cọp vô trên này động cơ gió nó mình lắc ly. Ba tao táo đó còn dư để mốc kiếm cái gì đem về tầm nữa. Còn dư gì như đây. Ni này cái tầm nhỏ nhỏ cái bự không đủ. Cái bự về tầm cái xíu, xíu khi mua thêm. Cái mai này với cái bề hoành với cái bộ đá gì là cũng được rồi, thắng ốc. Chứ còn nếu mà muốn cây đẹp hơn thì phải giá tiền cao hơn, mắc hơn nhiều. Mình đâu có tiền đâu, mình chơi trong cái túi tiền của mình, cái khả năng của mình thôi. Chứ còn mình muốn đẹp hơn thì cũng có, nhưng mà mắc hơn, mắc tiền hơn. Vậy là chơi được rồi.
cây mai này nó đang lớn, nó đang lọt vỏ. Về đây chứ đâu có Út nói Út mượn anh Nhật leo lên hai cái dừa này, lát nữa rồi tôi ăn cơm xong, nghỉ trưa xong rồi đó, trước giờ tại lại làm thì anh Nhật sẽ leo lên đoạn sẵn mà. Chặt mấy cái chặt rồi bắp, chặt cái gì mà mốt nó ra tái được anh chặt hết đi. Vậy lên đây, vậy lên mày làm vậy nè, mày lấy vô lửa mày đổ người ta không ra được nữa hết. Đậu chá. Đâu đâu cho cao nữa, tới nhiều đó thôi. Đừng cho cao nữa. Sao mà xuống đốn gốc luôn cho gọi. Mấy giờ anh Nhật chặt anh Nhật? Chiên cơm chứ chút tới lại à. Không cỡ cỡ mấy giờ đang em chờ. Chút qua chút qua 12 giờ. Xong canh đúng 12 giờ liền. Thôi, qua 12 giờ. Qua 12 giờ quá. Vậy vậy mày không ngồi khỏi coi mày làm luôn đi. Chờ leo luôn được vậy. Ờ đi. Dao mình mượn dao. Qua ông chín mượn dao. À chơi liền nó. Hai cây nha. Đây luôn hả? À. Không. Bánh cây này bị đánh góc nhà cái nó tới mẹ nó rồi. Đây đây, đây luôn. Kêu anh thắt cái vỏ bao, ơi thắt cái bao cho anh leo, hả leo. Leo hay lắm. Đúng rồi. Bên này anh ghé qua Khánh Thâm gì tư. Hổm Khánh cũng có ghé một lần. Mà bữa hổm thì Khánh cũng có nói với chị Tư là có cái cô Năm kia á, cổ không có chỗ ở, cổ xin cô ở đậu mà không biết Khánh nói gì Tư thì để chị Tư hỏi ý kiến của cô ba cần sao. Thì cổ ba cũng nói, thì bữa đó Diệp cũng nói ví dụ giờ gửi đất cho con Khánh nó giữ, bây giờ còn mượn cái bà đó bà giữ thì đâu, ví dụ lâu lâu thì Khánh về cũng dòm ngó giùm cho cậu ba. Dạ. Kệ để cho ba ở đi, ba ở ba giữ đất đi. Cũng như mình nuôi bà, trời bà cũng ăn uống gì bao nhiêu. Hả? Ừ. Thế nào con thấy bà cũng tội nghiệp gì, không có nhà. Không có nhà bà đi mà mướn hồi nào giờ á, rồi giờ bà về bà nuôi mẹ già. Mà giờ mẹ già thì cũng ở đậu bên cháu ngoại, mà cháu ngoại là ở bên chồng, rồi như nhà chồng thì lại đông người, cho nên cũng khó khăn, cũng đủ thứ chuyện vậy đó. Rồi bà mới bữa nay bà dọn quà, nãy mới đưa bà qua. Để cho bà ở, bà giữ đi, lâu lâu thì con cũng vô ra dơm ra, con cũng dọn chừng dùm vậy đó. Để không dầm chừng dầm ba giữ cỏ gì nha ba vậy. Có khi lâu lâu dừa đùa nó rụng rồi bả gom dùm cũng được. Chứ để người ta gọi vô người ta gọi có ông tử nghiệp. Tháng hả tháng này tháng vậy con để dừa rồi con ghé con gửi cho gì nha. Rồi sợ cỏ mọc cỏ mấy con trồng rau ạ. Trồng rau mình trồng ăn đi. Cũng như cái đất đó của ổng để không cũng đâu có làm gì. Ăn giữ vườn giữ cỏ. Giữ vườn. Ví dụ mình trồng rau cho cỏ đỡ lên. Dạ. Muốn trồng gì á trồng. Chừng nào trời ơi, chừng nào hết ba bệnh út này ổng cũng về chứ đâu phải ổng ở luôn nó bệnh. Ổng này gì khỏe không gì? Gì cũng khỏe đỡ. Tại mưa gì cũng ra ngoài. Lâu lâu hai cái chân nó nhức, mà hai cái chân nó nhức mà hôm qua chị có đi lấy thuốc từ thiện. Uống cũng đỡ. Thuốc bữa hả gì còn không? Nè gì gì lấy thuốc một bịch có, gì cũng có uống. Gì để trong ngăn tủ mát. Tại vì uống. Gì uống đại đi, gì đừng hà tiện. Gì đâu có hà tiện đâu. Uống thuốc mà hà tiện vậy. Hay chị thấy dì uống tùm lum hết ta, cũng như kiểu ví dụ dì uống thuốc một ngày á, dì uống thuốc bảo hiểm có cử à, rồi còn dì uống thuốc thêm ở nhà. Vậy đi, rồi cái lâu lâu cái ghé thằng gì ghé
rồi lâu lâu ghé thăm. Bữa nào con coi nhận thịt thẻ rồi chở gì xuống dưới cho gì biết bả là sao cho gì yên tâm ha. Chở gì xuống dưới cho gì biết bả chứ sao? Có chở gì đi con, giờ đi gì đi chân gì dạ. Yếu đi đủ được dạ. Vậy không giờ con chạy bên kia à? Con đi như vậy điện thoại sao anh không chờ em lắm. Anh chặt sớm như vậy. Trời ơi, anh Nhật mới leo lên đỉnh hả? Trời ơi, chạy lên, đứng ở ngoài đường nhìn vô thấy chị vừa 6 hectare người tống lỏng rồi. Thì anh Nhật mới chặt hết một cây này. Hả? Khúc rồi leo xuống Dũng luôn rồi. Vậy Tư? Anh Nhật leo lâu chưa hả? Mới xuống. Mới xong. Em đã canh giờ dữ sớm. Anh làm sớm thiệt chứ. Ngon gái hả? Vậy là anh chặt hết mấy cái buồn nhỏ buồn bự gì đó. Cái này cả năm tài nữa chưa có dừa nó không à, anh thời điện có dừa không hả ha? Cái này phải tấm lơ luôn á, chuyện cắn thấy mẹ luôn á. Cái chuyện cắn hả? Ủa tấm có kiến chuyện hả? Xém bị ông rùi cắn nữa chứ. Hết được ông rùi không? Được. Tập ông rùi mà. Có mập không? Không, già. Được cái tạng mấy hóa. Mày tái uống được mà. Đây, hải đi. Được. Rồi hết sợi dừa rụng rồi. Thế không? Thế. Nó mặn mặn. Là như nước muối vậy á, bỏ xíu muối vô vậy á. Vậy là nước mặn đợt nước mặn thở á. Đây nó không có bỏ sắp bò như vậy nó không được. Đúng rồi. Không qua phóng lại không được. Không qua được phóng lại không được á chứ. Nhìn đi nha, tắt á. Cái dừa này cũng sai hả? Sai. Giờ sạch sẽ rồi, không còn cái tái nào trên đó hết à. Dừa này là chai kiển. Chai lá. Chai kiển lá. Giờ anh Nhật làm tiếp tục cây thứ hai. Cây này thì nó hấp hơn, dễ leo hơn. Hồi nãy gió khó leo không? Chặt về là cả năm tài là chưa có ra. Ăn năm chặt có một lần à.
cây này thì tái ít hơn cây nãy, cây bự hồi nãy chứ tái nhiều dữ lắm. Rất luôn nè. Đẹp ha. Đẹp. Đó là hồi nhỏ chuyên gia hái đó, cái nhỏ nhảy ba đèn. Cái đó có người làm trà uống trị bệnh gì không? Vậy là yên tâm. Không lẩu rồi ha, rồi. Không cần gì nữa không. Tao cũng ngào hiệu khô quéo nó cũng hiệu à. Cây này đi chơi với mốt còn ra tá. Cái này là đầu nghề của mấy anh em thợ sơn. Cái này là cái đợt cây lăng nè, với thêm cây cỏ quét. À, cây lăng này hồi đó con thấy là nhà ông cụ ba kế bên nhà con là cũng có thầy nữa. Hả? Mốt là cái khác. Chú ơi, mình trà cái đó là trà gì vậy chú? Trà lớp B hả? Ờ, trà cái đó lấy sơn được chứ. Bữa hẳn thì mình B lên rồi. Ờ. Thì có chỗ cao chỗ thấp không? Ờ, xả ra cho nó bằng lại. Bây giờ mình trà với nhám không? Trà với nhám mình cho nó bằng lại. Chiều nay thì anh Giang nói gì vậy Tiên? Tiên cái búa hả? Cái búa sao nằm dưới giữa? Con không biết uống gì mẹ. Ai bánh lộn à? Ôi cái này cây búa hả? Cây gì chứ nè? Ai bánh lộn à? Cây gõ trứng cút luôn. Mẹ đá con hay con uống chết. Cái gì đó lộn mẹ. Sáng giờ anh Giang rất nhà tắm dán nhà tắm ba cục màu đậm ở dưới, một cục màu lạc, một cục thì điểm, rồi bốn cục trắng, một cục đậm ở sau. Người ta kêu bằng viên còn thắng kêu bằng cục cũng được. Như sao? Rồi bãi giờ đổ luôn cán luôn hả các bạn? Cái bậc đó thấp nhất nha cậu bãi. Thấp nhất, thấp nhì, rồi cao nhất. Thấp nhất, thấp nhì. Thấp nhất, thấp nhì, vậy
Cứ tự nhiên đi con. Tự nhiên. Cái này mình chà là cho nó láng hết thần thùi quá. Hết mấy mấy nè. Thì mấy cái này thì nó bị mình chép dư bọt á, lấy cạnh á. Nó gần to lại nè. Bị dư bọt. Rồi đi coi tờ giấy nhám thử. Cái này xài hao dữ ha. Thì đúng rồi hao. Chú chú, này là gì chú? Bàn chải nhám. Bàn chải đi nhìn tắm á. Chà. Có thể là mình bê xong hai lớp là mình chà giấy nhám á hả hả cưng? Đúng rồi chị. Mình chà rồi nó lỡ nó tróc hết trơn ra rồi sao? Đâu có chốc. Cái nào phần nhu ra thì nó đi thôi phải không? Còn phần nào bằng lấy tường lại á, phẳng lại á. Giờ chị Châu với anh Thọ xúc cát. Làm được. Trời dễ. Dễ. Dễ nặng lắm á. Được không? Xúc cát đẩy vô nhà tắm hả chị Châu? Đẩy vô làm lớp ở trên mơi rồi mới cát. Cho nó đầy cái mặt nhà tắm đặng mơi chuẩn bị cá. Gần nhà cũng gần hoàn thành này, chỉ cần sơn với là không nữa là con với cửa rồi. Có điện không? Có điện tốt. Rồi anh Thọ đi có thời dọn đường dữ ta. Ồ dữ hả? Bỏ mà. Bỏ có vậy á. Cá vô. Đá vô bể cạnh đó ông đợi nha. Em nghe anh Tây ơi.